Quý vị thử nghĩ xem chúng ta học Phật được bao lâu rồi? Có người học 3, 4 năm, có người học 10 mấy năm, có người học 20 mấy năm. Giống như tôi học Phật năm nay tròn 60 năm rồi. Có bị thoái chuyển hay không? Nếu như không có một câu A-di-đà Phật này thì không biết đã thoái chuyển đến đâu rồi. Đích thực, cổ nhân nói rất hay, tu hành như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi. Tiến thì phải nắm chắc cái gì? Nắm chặt A-di-đà Phật. Phật A-di-đà ngay phía trước, theo sát ngay phía sau, tuyệt đối không thể tách rời được. Hiểu được đạo lý này, quý vị không sợ nữa, quý vị sẽ vượt xa Ngài Xá Lợi Phật. Nhưng sanh tín tâm đối với Phật A-di-đà thật không dễ dàng. Thật sự là pháp khó tin. Tôi có sự thể nghiệm sâu sắc. Tôi cũng là một phần tử tri thức tiêu chuẩn. Nói cho hay thì đó là hiếu học nghe nhiều. Đây là nói cho hay. Hiếu học nghe nhiều, tuổi trẻ thích quảng học đa văn. Thầy giáo tuy dạy tôi nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, bản thân lại thường không cam tâm, không tình nguyện. Thế nhưng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc của thầy, không phải là 100%. Tôi học bộ kinh xong rồi, tiêu chuẩn mà tôi học xong chính là tối thiểu phải từ đầu đến cuối trên giảng tòa giảng qua một lần. Tôi dùng điều này làm tiêu chuẩn. Tôi lại học bộ thứ hai. Học một bộ tôi không xem bộ thứ hai. Tôi chỉ chuyên chú vào học một bộ. Thời gian gần đây, chúng ta học tập Đại Kinh Giải. Tôi đặt Kinh Hoa Nghiêm xuống rồi, không còn xem nó nữa. Mỗi ngày chỉ đọc Đại Kinh Giải. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, chư Phật Bồ Tát, chư vị cổ đức hướng dẫn chúng ta một đời chỉ học một bộ kinh. Tôi khẳng định, tôi thừa nhận đây là lời giáo huấn chắc chắn chính xác. Tôi 60 năm trước, nếu như kiên trì nghe theo lời giáo huấn của thầy giáo 100%, chăm chỉ tu học, nói cho quý vị rằng rất có thể tôi đã khai ngộ chứng quả rồi, tức là đã giảm bớt lời giáo huấn của thầy giáo. Hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Quý vị nếu học theo tôi, đi theo con đường của tôi, học 60 năm đến trình độ như tôi cũng coi như khá lắm rồi.
Nếu như quý vị tuân thủ lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của thầy giáo, mãi mãi không thay đổi, tức là một bộ kinh học một đời như vậy, thì quý vị vượt qua tôi quá nhiều rồi. Không chỉ 10 lần, 100 lần, đây đều là lời chân thật. Tôi không có tâm tật đố. Tôi hy vọng quý vị thật sự có thể vượt qua tôi. Dùng thời gian bao lâu? 10 năm. 10 năm chuyên học một bộ kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm một câu A-di-đà Phật. 10 năm của quý vị không chỉ vượt qua tôi 60 năm thôi đâu. Đây là thật. Tôi đi con đường vòng, không hy vọng quý vị sẽ đi trên con đường mà tôi đã đi. Hy vọng quý vị đi con đường thẳng. Người người đều có thể vượt qua tôi thì Phật Pháp hưng thịnh rồi. Người người không bằng tôi, Phật Pháp sẽ suy diệt thôi. Tôi làm tiêu chuẩn cho mọi người. Tiêu chuẩn của tôi là tiêu chuẩn thấp nhất, không phải là tiêu chuẩn cao nhất. Đây là điều chư vị nhất định phải biết vậy. Tôi không phải là nói lời khiêm tốn, mà là nói lời chân thật đấy. Vì sao năm xưa không thể hoàn toàn tuân thủ lời giáo huấn của thầy giáo? Đó là tập khí. Tập khí này, dùng lời hiện tại mà nói, chính là thoái duyên. Nếu muốn không thoái chuyển, nhất định phải kiên trì. Thầy giáo yêu thương chúng tôi, thầy giáo không miễn cưỡng chúng tôi. Thật sự hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tôi hy vọng đồng học Tịnh Tông chúng ta trong đời này phải hạnh phúc, phải tín ngưỡng tổ sư đại đức. Đặc biệt là tổ sư các đời của Tịnh Tông. Vị gần đây nhất là Ấn Quang Đại Sư, tổ sư đời thứ 13. Nhất định phải biết trì giới. Giới là gốc của vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề chính là Phật A Di Đà. Giới là đại căn bản để thành Phật. Không có giới thì quý vị không có gốc. Bất luận là dụng công như thế nào, cho dù là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu cũng không được. Vì sao vậy? Vì không có gốc. Trong bộ kinh này của chúng ta có gốc hay không? Có. Phẩm 32 đến phẩm 37, trong 6 phẩm kinh này là giới luật. Nói rất tương tận,
nói ngũ giới thập thiện, nghiệp nhân quả báo. Tịnh Tông Học Hội thành lập rồi, chúng tôi định ra một bản khóa tụng sáng tối, đã chọn đoạn kinh văn này làm thời công phu chiều. Thời công phu sáng là phẩm kinh này, phẩm thứ 6, 48 nguyện. Thời công phu sáng là nguyện, thời công phu chiều chính là giới. Phẩm 32 đến phẩm thứ 37, 6 phẩm kinh này, nó không phải là để đọc thuộc lòng, không phải là giảng giải, mà phải từng câu từng chữ thực tiễn vào cuộc sống hàng ngày, trở thành lý niệm của chúng ta, biến thành hành vi chuẩn tác của chúng ta. Điều này quan trọng. Mỗi ngày không thể đọc toàn kinh một lần, thì ít nhất cũng đem phẩm thứ 6 này và 6 phẩm sau, phẩm thứ 6 48 nguyện, 6 phẩm sau bộ phận giới luật này, ít nhất phải đọc một lần. Gốc cắm chắc rồi, công phu không uổng, công đức của quý vị có thể thành tựu. Nam mô A
Thank you.